Hey, xin chào tất cả bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình muốn nói về tính tổng dãy lũy thừa cùng cơ số. Đây, cái đề bài câu A cho A bằng 1 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5. Tính 2A giúp mình. Khi 1 đây chính là, các bạn biết rằng 1 được quy ước là x mũ 0 các bạn. X mũ 0 bằng 1. Thì ở đây tương tự sẽ là 2 mũ 0 bằng 1 đó các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, chính là 2 mũ 0 nè, 2 mũ 1 nè, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4 và 2 mũ 5. Ok chưa? Tính 2A là gì? Là lấy A nhân 2. Cái bắt đầu mình viết lại. Mình viết lại A trước, viết lại cái đề A bằng 2 mũ 0 nè cộng 1 chính là 2 mũ 0 các bạn, cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5. Ok chưa? Rồi, người ta kêu tính là 2A thì mình nhân 2 đây. Nhân 2 với trái thì nhân 2 với phải. Ok chưa? Đó, ok chưa? Rồi, tiếp tục với trái các bạn viết lại 2A bằng. Rồi, phân phối vô. Đây là 2 mũ 1 nè. Thì mình nhớ lại phép nhân, đó là A mũ N nhân A mũ M. Phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số nè, là lấy mũ cộng mũ nha các bạn, là A mũ N cộng M. Các bạn phải nhớ công thức này. Thì tương tự A mũ 1 nhân A mũ 0 sẽ bằng là 2 mũ 1 nhân 2 mũ 0 bằng 2 mũ 1 cộng 0 bằng 1 cộng 2 mũ 1 nhân 2 mũ 1 là 2 mũ 2. Rồi tiếp tục là 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 6. Ok chưa? Rồi thì các bạn quan sát giúp mình. Quan sát giúp mình nha các bạn. Đây. Thì A của mình, các bạn nhìn vô A nè. A của mình là từ 2 mũ 0. Cái này mình viết là 2 mũ 0 đi cho các bạn thấy. 2 mũ 0 nè. Đó. 2 mũ 0 đến 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 5. Thì các bạn quan sát 2 mũ 1 nè, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4, 2 mũ 5. Còn thiếu 2 mũ mấy ạ? Còn thiếu 2 mũ 0. Rồi, thì tương tự mình cộng với trái bao nhiêu thì mình cộng với phải bao nhiêu, thì mình nghe 2A nè cộng cho 2 mũ 0 nè bằng, thì tương tự bên ngay mình cũng cộng 2 mũ 0. Ok chưa? Rồi cái này mình viết lại từ đầu. 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 6. Ok chưa? Và từ gây tới gây chính là chữ gì ạ? Chữ gì ạ? Cái đề cho là chữ gì ạ? Chữ A. Ok chưa? Rồi, toàn bộ cái gì không làm thì các bạn viết lại. Rồi, 2A cộng 2 mũ 0 chính là 1. Rồi, cái này chưa có viết lại. Cộng 2 mũ 6. Rồi, tương tự A, ở đây 2A mình chuyển qua đây là 2A trừ A cộng 1 bằng 2 mũ 6. Được chưa? Chuyển đây qua. Đây với đây 2A mà trừ đi 1A. Còn lại A. A cộng 1 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 2 mũ 6. Vậy A bằng 2 mũ 6 trừ 1. Rồi các bạn tính giúp mình 2 mũ 6 trừ 1 bằng bao nhiêu. Thì các bạn chuẩn bị máy tính. 2 mũ 6 bằng trừ 1 bằng 63. A bằng 63. Vậy suy ra 2A bằng 2 nhân 63. Vậy bằng 63 nhân 2 bằng 126. Ok chưa? Rồi, thì từ bài này thì các bạn nhớ giúp mình những cái kiến thức cần nhớ, đó là cái gì mũ 0 cũng bằng 1 là 1 nè. Thứ hai đó là A mũ N nhân A mũ M, đó là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số nè, thì lấy mũ cộng lại cơ số viết lại. Ok chưa? Thứ hai là khi mà hai vế bằng nhau rồi thì các bạn nhân bên trái một số gì đó thì nhân bên phải một số gì đó tương tự đây nè. Ở bên vế trái mình nhân 2 thì tương tự với phải các bạn cũng phải nhân 2. Thứ hai đó là các bạn cộng với trái bao nhiêu thì các bạn cộng với phải bấy nhiêu. Ok chưa? Đó là hai ý kiến. Và các bạn
nhớ thêm một ý nữa, gọi là khi chuyển vế thì các bạn nhớ đổi dấu giúp mình. Chuyển vế, đây là dấu cộng này, chuyển qua hàng dấu, dấu chữ, ok chưa? Đó. Rồi, tương tự bài B cũng tương tự, làm y chang như vậy giúp mình, y chang như vậy giúp mình nha các bạn. Rồi, bài B người ta cho là A bằng 1 cộng 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 chấm 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 đến cộng 2 mũ 2005. Ok chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.